cho em nhà thơ ca và thương yêu đó, dành cho em tiền an lâm cùng bao cơn gió, dành cho em niềm đam mê tình người mà anh muốn lao lên trong giấc mơ. Hôm nay không có một người nào lên ghế mà ngồi luôn. Hello Hiếu nha. Ở trên con đường dài có sao vậy? Gọi Cường Đô La vô ạ? À? Gọi được cũng mừng ấy. Làm sao mà gọi được Cường Đô La? Sao vậy chị Tú? Sao mà cứ tặng 50.000 tê su trong tháng hoài thế? Nó buộc tóc lên luôn á ta. Buộc tóc bế lên luôn. Rảnh nó không biết làm cái gì. Mọi người nghe bài gì em mở cho nghe nè. Bài gì đây? Sao chị lên tim Trịnh Thăng Bình hả? Bài gì chị? Bài bài gì nhờ? Bài gì cũng được hay sao? À xin hả? Đây 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 đây. Gọi tên em trong đêm. Lên chưa ta? Hello Matt. Chị xe xong rồi đấy hả? Nạp đi rồi lên nữa. Ủa sao nó không hát ta? Chào đồng con nha. Phải đấy, phải xíu. Nay có thằng mắt kia. Với nhau người yêu hoàn hảo không có trên đời, tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận thôi thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa, thế cớ sao anh chẳng thể kiềm lòng. Thời gian trôi lặng lẽ rồi một giây anh mạnh mẽ cô chưa biết. Anh đem ngược từng giờ để gửi người. Cái gì mà chấm hỏi? Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình đã thay đổi. Cơ thể sao em đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho theo một người lái xe à? Đang lái xe à? Yêu bản thân để buộc tóc xong cái đã mới hát được. Vẫn chấp tôi phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình chắc em vì đã. Bài đá thế em không có thuộc Tú ơi. Mày tại sao đi. Chúng ta lại đến như vậy? Bài đá thế em chưa nghe luôn á. Hôm nay trao xong tình mong em xem. Anh mong thời gian qua xa nhau để mình không phải đau tên. Anh đêm ngày nhớ em, anh mơ lại có em. Anh mong người sẽ cho qua để duyên ta bao tố phong bạc đi qua. ABC hay mình chia tay nhau đi. Làm đủ suy nghĩ nhưng anh biết mình chẳng thể là vì đời người được mấy khi gặp người mình muốn thì chẳng tiếc gì, chẳng hạn kỳ. À à thế hả? Sáng trôi lặng lẽ rồi mùa. Em tưởng nó là một cái bài. Cô chưa biết tâm tư anh đem ngược từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi. Cơ thể sao đang ngồi với mấy người trong nhà đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho yêu một người ta bên em đâu rồi? Bất chấp tôi phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình chắc em cần thêm thời gian suy nghĩ đến anh. Đành lặng nhìn màn hình với chữ đã xem. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Đừng im lặng mà, im lặng sẽ làm trái tim Vi tan vỡ. Nói chuyện với Vi đi. Bất chấp tôi phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình.
ngó. Sao vậy? Chẳng ngó thì sao? Em cần thêm thời gian suy nghĩ đắn đo hay duyên tình mình đã kết thúc đây. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Em định cắt ngắn lại đây luôn á Tú. Có ghê lắm không? Em định cắt tút lên trên đây nè. Tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận. Nhưng mà em chưa có can đảm để cắt á. Ghê à. Đã từng nói với nhau. Từ nay ta không kèm nhau nữa. Em thấy mấy bạn kia cắt dễ thương mà à, giống như là Linh này, chị Võ Evo gì đấy, hay cắt đấy, dễ thương mà. Xấu rồi muốn xấu nữa hả? Ôi thì sao lại chê em xấu nhỉ? Con gái người ta xấu thì phải để trong lòng, tự mình biết thôi, làm sao mà nói như thế. Bỏ xô đi về ôm gói khóc bây giờ. Tin không? Chờ tin nha. Hát nào giờ, hát bài gì đây mọi người, nghe bài gì? Nghe bài gì đây? Thôi để anh dỗ, em khóc ai dỗ hả? Thế nhưng mai mốt không được chê người ta xấu nữa nghe chưa? Xấu thì phải để trong lòng nè, không có được nói ra như thế. Bên nghe bài gì không? Hát cho nghe. Hát cho nghe này. Gọi tin trong đêm à? Anh đã hát được không trời? Hình như là Tông Nam á. Là cô gái hay mộng mơ? Người đã khiến tôi thần thờ. Cho tôi nhung nhớ mà. Nào để em mở thử nha. Em không biết em hát được không nữa. Đây là Tông Nam mà. Khúc nào hát được hát nha. Cười gì mà cười. Chuẩn bị thảm họa tới. Chào chào Dũng nha, chào Kenny. Chào Lô. Chào Ngố. Khúc đầu em không biết hát anh ơi. Khúc điệp khúc em mới hát được. Sao ra? Cho bài khó quá à. Củ khoai di động là ai nhờ? Chuẩn bị đi núp à? Sao vậy? Sao lại núp? Không hát được. Bạn khác đi, bạn khác đi. Chào Europa gì nha. Không có thông nữ anh ơi, em kiếm không thấy. Chỉ có Đông Nam thôi ạ. À, không có. Chỉ có Đông Nam thôi. Nè mở hoa vinh cho nghe nè. Là có lý do buồn của hả? Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em. Nhưng con tim anh nghe không thể quên được đi. Em người ơi, nước mắt đã rơi vì nhớ em. Mong em trong từng đêm vắng, mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên em trong đêm, trái tim anh xa xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng yên đêm hôm nào. Gọi tên em trong trong để mình anh chịu nỗi đau. Vào hai tiếng chẳng thể nào có em xà xí. Rồi có cận tên anh trong đây sẽ chẳng thể có nhau. Hồi nãy đi có chào mà thôi, chắc có lẽ đã được. Em không thấy, em không thấy nè. Trong đêm để mình anh chịu nỗi đơn đau. Một thế giới khác mang anh đi chia đôi tình chúng ta. Cách xa hai phương.
kiếm thời gian hát đi. Xin lỗi anh. Hello anh em nha. Buồn của anh ha. Cảm ơn người. Cảm ơn anh. Để không hát bị la. Buồn của anh đâu? Đây nè. Hát nha. Bài gì em biết hát em sẽ hát được. Nhưng mà bài mấy bài tông nao em không hát được á. Cho phệ. Thằng tó luôn kìa. Hai tay em ơi, xưa sầu dần đầu. Nơi vai em ơi, nỗi buồn dần lâu. Chân em là thằng kiếm anh ở khắp chốn. Nước mắt trào, biết anh giờ ở nơi đâu. Đợi khi cô đơn giết em từng cơn anh hơi. Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sao bao lâu quên tối nay mình em lê bước em ước gì. Cánh tay mình đừng buồn ra. Chạy theo anh để ôm một mình nhớ thương. Ngày không ánh lòng em tựa đông xa băng theo chiều tận màu mưa. Một lần xa vòng tay của anh là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của anh giờ đây khóe mi em lệ tua thật cay. Em ấp buồn nhưng không biết phải làm sao. Thấy idol Cần Thơ dễ thương không? Có tia được em nào không á? Hảo Phệ. Chào Ken Ngốc nha. Sao quê ớt lên không nói chuyện với Vi đây? Hả? Cấm chat người ta không mở chat cho người ta luôn trời. Dễ sợ vậy. Không thính được em nào hết à. Ủa từ Đà Nẵng chạy vô đây luôn hả? Từ Đà Nẵng chạy vô đây luôn hả? Đôi khi cô đơn giết em từng cơn anh hơi. Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sao bao lâu quên tối nay mình em lê bước em ước gì. Cánh tay mình đừng buồn ra. Chào mập nha. Nói nữa tao cấm nữa, chơi lầy vậy luôn á. Sao vợ sao ao rồi. Ok anh, bye bye anh. Treo đi. Vũ còn chưa kia thay. Lá kia sao lòng anh vội thay. Em ở lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không ánh lòng em tựa đông xa băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của anh là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thật. Gọi cam về. Ok ok anh. Rồi anh out đi. Bye. Vô duyên. Mới vô nói chuyện thấy vô duyên rồi. Gì mới quẩy về hả? Không, Hoàng đi tia gái ấy.
Sai lắm cơ. Hoàng đi đi tia đi tia gái á. Hát bài gì nữa đây? Hát bài gì nữa nhẹ. Cùng anh. Cùng anh đi bên ngang con đường, phiêu lạc như ăn mây trời, ấm ấm như giấc mơ ta và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng dài ngời, vẫn mong cùng người cùng vượt qua. Nắm tay em cho đến nay đã chẳng lẽ mất nhau sao mai về đâu, nơi sau lưng anh mà buồn về mà lo lắng nhẹ như mây bay. Xin mời em cho đến nay để những dấu yêu ta không nhạt phai. Cái gì vậy? Bong bóng là gì thế? Nãy giờ ngồi nhóm em mà quên chưa nói bốn từ à? Cảm ơn ngố nha. Xia ngố. Hôm sau nhớ vào chơi với em là được rồi. Cái gì? Nó kêu với anh nó đi hỏi bong bóng à? Em không biết, làm sao anh không vô nữa đâu à? Em có làm gì anh đâu, em có hành hạ gì anh đâu mà anh không vô nữa. Cười khỉ nhá, cười kệ người ta vô gì. Vẫn mau cùng người cùng vượt qua. Nắm tay em cho nên đi để chẳng lẽ bắt nhau sợ mai về đâu. Em sau lưng anh mà vốn về mà lo lắng nhẹ như bay bay. Xin lỗi em chẳng hạn đi để những yêu ta không nhận phải. Có anh bay đẹp bình yên ngoài kia bão mưa dịu dàng và ấm áp. Nó nhảm đây em. Hồi sáng này á, em đi ngoài đường em thấy có một chiếc xe chiếc xe mà giống như kêu bằng xe gì ta, chiếc xe mà nó ngầu lắm, kiểu như xe mô tô mà dạng ngầu ngầu á, nó sao ta, em định không, xe hai bánh cơ, đen hùi lùi, em định chôm. Em định chôm đem về gắn vô chiếc xe chở heo á, nhưng mà chủ ra lẹ quá. Đặng em đi nha, chở heo đi bán. Tại vì không có xe chở heo nên là phải đi tia. Nó đánh cho sầm mà là dễ gì. Chủ cao to như thế thì chả nhẽ lại quánh một con bé nhỏ xíu. Nó nói mày đó Hoàng, vậy luôn. Lấy đi rồi không thấy được về, thế làm sao mà có xe để dành, không biết tới chừng nào mới đủ tiền mua chiếc xe để đi bán heo à? Ánh sao không à? Phải hương biết hương hoa tiết ngọc chứ, chỉ không có chỗ để heo thôi à? Dễ sợ. Không, em nói em này, ai nói mẹ đâu. Bên cười cái gì? Đi bán cá à? Đi bán cá. Ừ, đó chưa. Nhiều heo quá rồi kìa, bị Bin bóc phốt rồi đó. Nhiều heo quá rồi đúng không? Cái bài gì nữa đây ta? Anh ơi, đúng rồi em. Hồi nãy Bin còn bảo Bin còn bảo là vẽ lăng nhăng nữa cơ. Nó nhiều heo đến nỗi không có chỗ để. Sai, sai ghê luôn á. Tại sao lại phải đi bán cá? Không biết làm cá thì làm sao mà đi bán cá được. Thịt heo thì biết làm. Nãy Vin nói vậy như thế. Lên với nhau.
đừng buồn rồi, tình yêu chúng mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhưng hệ cá mà chợ làm thôi, không biết làm, sợ nó sao sao ấy. Trừ cá ra nha, tất cả mọi thứ đều biết làm trừ cá ra, với lại lương, nói chung là mấy con có máu tanh ấy, không dám đụng. Nó vô khống tao đó à. Ê, em đâu có, em vô khống anh hồi nào. Chào anh Ken nha. Đừng buồn rồi, quê nó không thông báo cho anh hả? Tại vì sao anh hay nói đi, hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình đành mơ thay ta. Rất khó để đến với nhau. Đừng buồn xuôi, tình yêu trong mình thiệt. Hồi nãy Vin nói như thế đó. Nãy Vin nói là kệ mấy cái thằng lăng nhăng lấy đi. Em nói thiệt mà. Chứ có yêu nhau không? Sao hôm nay lười hát cái gì ta? Có, Vin có nói nha. Được trốn ở đây đi, ngồi đây đi, không nói xử anh mất à. Dễ sợ. Giờ ta hát bài này đi. Thôi mặt trời của em đi. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày chưa nhanh rất lâu. Mọi người còn hát miễn phí lên cho Vi nha. Ai on điện thoại nhóm quá 5 sao cho em luôn nha. Trời nhã nhem, anh lần thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đòn đèn khuya dù không xa lẻ, nên là nhà có anh như mặt trời siêu em. Chào anh Lê Quang Thái. Người thì cứ thế qua lấy nhau, em đâu hay đâu ai để mây trời giang tay che mắt anh vì xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến, sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau càng ngủ mẹ anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù này cho nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh xa đây vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian nơi sinh hãy cho nhanh đêm đưa lại ở bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Cùng anh chị hát rồi nha. Qua thức cả đêm sáng ngủ được mấy tiếng, chạy xa giờ đường ghê. Ai biểu ham vui chi, chạy lên tận Sài Gòn. Cảm ơn Ken nha. Quên lấy nhau, em đâu hay nếu ai để mây trời giăng tay che mắt anh mình.
xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sẽ đây vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đợt nơi nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy cho nhanh đêm đường lại ở bên anh. Mặt trời ở đâu cũng sẽ như thế. Không em không sao mấy lắm. Mấy giờ? Ngày mai em xong 19 giờ. Just you and me. Fly away. Lên Cần Thơ luôn giờ. Cần Thơ không có nhiều gái đâu nha. Thằng rảnh. Đi 100 mấy km giống như là đi chơi vậy nhở. I just wanna be with you. I just wanna be, wanna be with you. Đấy, gặp Vân nữa kìa. Ở đó mà một cái gì? Vân, Vân là chị Vân á hả? Trái miêu á hả? Ở đó mà một đống thì có. Vân nào? Ở đó giả bộ luôn. Giả bộ vấn nào nữa chứ. Sai ghê. Nó làm gặp 10 đứa. Đấy. Bị bóc phốt rồi đấy. Hát bài gì nữa ta? À, một phút đi. Ngày mai video 19 giờ đúng 65 nha. Chứ ai? Thằng sao giờ anh ăn cơm hả? 19 giờ ăn gì nữa? Giờ đấy nó trễ mà. Nói với anh ngàn lời em cất giữ trong tim. Lần này đến lần khác đôi môi cứ làm phí chẳng nói gì, chỉ biết ở bên cạnh anh dù cho ai chẳng để ý. Và rồi anh đã có người anh yêu, mỉm cười cho chẳng là sợ người đến sau yêu anh thật nhiều, nói thay vì những lời anh mong ước vẫn chúc cho anh thật vui. Mặt em mê lệ của hạnh phúc, những phút giây ta đã qua em sẽ giữ như thứ phim để khi Cần Thơ lên là gặp hết đầy đồ Cần Thơ luôn.
ở đâu Hoàng cũng có idol hết trơn à. Heo của Hoàng là khắp muôn nơi. Ba không cho người ta nói chuyện à. Anh yêu mỉm cười cho qua hết đi. Phải chăng là do người đến sau yêu anh thật nhiều. Nói thay em những lời anh gà mong ước. Chào anh gà. Nghiêm nói nha, em nói thiệt mà, em nói sự thật mà. Lên gặp người ta thì hung chục ấy. Chiên gian không yêu trả dép anh về. Thôi phải giữ dép để mới giữ chân anh lại được chứ. Nếu không anh xách dép anh đi luôn là sao? Không biết, nhiều lắm, hung đủ thứ. Mát à, nói là mát à, mất ăn tiệc với nhà vậy đi. Ta vẫn sẽ chung lối đi. Em chẳng thể nào quay lại để bây giờ. Anh cũng ước gì được hung hả? Thế trả anh một chiếc đi. Cái gì? Em đang nói là Hoàng đi hung gái à. Chứ em có nói là nói ngược lại đâu. Chào Hà tỷ nha. Hà tỷ. Ừ. Em đang nói là Hoàng đi hôn gái một. Anh gà đưa tay qua đây, em đưa cho một đôi dép này. Nhanh lên. Hết bài của em luôn rồi. Hát bài gì nữa đây, em nghe bài gì nữa đâu. Cái máy vẫn không đều. Ăn tát là cùng. Người ta nói là nãy giờ mày hung tao ba cái. Ờ, ông điện thoại không mở được và cái thứ thích hung người ta. Chào Kha nha. À, hát bài gì nữa đây? Nghe bài gì nè. Tí tao đi khám thai xem được mấy tháng rồi. Hung là có bầu hả? Mới biết đấy nha. Mới biết đấy. À, mày lo chịu trách nhiệm cho con tao đi. Chờ hạnh phúc ảo nha. Hát bài gì nữa nè, mọi người nghe bài gì đây? Thôi hát bài của Khởi My đi. Đồ dữ, mày đẻ đi tao lo. Chừng nào đẻ nhớ mời em nha. Sao heo em nghe nè, bé heo ơi hả? Em ghim, ok. Em ghim à. Thế tính ra là Hoàng vừa thích con gái vừa thích con trai luôn ấy. Hồi bữa em thấy đi khen cái gì nè. Ờ đúng rồi, khen anh Bảo em đẹp nhất CC Talk rồi. Dễ sợ thì thay phai rồi. Em đã hết yêu anh. Anh không thể nói hết bao điều anh muốn biết. Bao nỗi đau đàn hẳn sau đôi mắt em. Hãy mỉm cười, hãy chia bên em đến phút cuối cùng của tình yêu đôi mình. Bên em, gió có mùa xuân.
sao nhỉ? Nếu có thể em đã mãi mãi ở bên anh, không xa cây. Tao on điện thoại ép bằng niềm tin à. Sao không ép em nè? Tại sao lại ép Hoàng? Thích Hoàng à? Yêu Hoàng à? Sao mà tin cười? Cười cái chi? Nó có bầu nha. Phải níu kéo đúng không? Thua luôn. Giờ nó cãi anh đá nó liền. Đá là không ai nuôi con nên là phải níu kéo đúng không? Gấp. Anh tin hoái lắm. Nếu có thể em đã mãi mãi ở bên anh, không xa cây. Gửi đi leo leo. Chắc khoái. Mát nói Phi ăn gì, mát gió đem về. Ăn cái gì? Xạo. Anh có ở đây, anh có ở đó đâu mà nói. Chào Tatico. Tao sẽ nói tốt với mày trước mặt nha. Đấy. Na nữa đấy. Gần hết show rồi. Tặng 18 phút nữa, lâu quá. Anh ở chung hả? Thiệt không? Thì sao lại ở chung được? Đừng có dụ em nha, em không tin anh đâu. Thương nhau mà xấu à. Chào vô hình nha. Nói tốt với mấy đồ xinh xinh để tao bắn thính à. Tự khai luôn trời. Tự khai là mình đi bắn thính luôn à. Hỏi anh Tiến nè. Mai chào anh qua góc vui. Chào Hy đùi to. Mát với Phan là gay à. Cái gì vậy? Mọi người đang nói cái vấn đề gì nhỉ? Chào anh NT nha. Hoàng cũng ở chung luôn hả? Thế đây là gay hết hả? Ai cũng gay hết hả? Sao vậy? Tại sao vậy? Trải qua. Ừ, gây hết á. Không thể tin được. Biết rồi, đàn ông yêu nhau hết rồi. Rồi làm gì không có con trai nữa rồi sao? Em bỏ đâu đây trời? Xàm xí. Thì con gái yêu nhau đi hả? Yêu yêu idol nào giờ trời? Không thể tin được.
có yêu em đâu. Với lại Na ở xa quá. Có anh đáp rồi hả? Dễ sợ thì không thể tin được. Nói một hồi là ra một đống cô luôn. Hết chị Vân rồi, giờ tới Thanh nữa. Không thể tin được. À anh Thanh đó hả? Ở đây phòng rộng lắm này, nhiều phòng lắm. Thanh có trai ngủ cùng khoái lắm. Thanh VD mà. Thanh Thanh bận quần hồng không à. Anh Thanh ở đây, anh Thanh bận toàn là bận quần hồng. Nói chung là quần lõi. Nói không hổng như không chửi nát luôn á. Nhỏ nhỏ thôi. Vẫn đang ngủ vậy. Đó là sự thật mà. Ông mở mãi ấy. Không thể tin được luôn á. Quần đỏ, bận áo trái chuối à, trái dưa hấu à. Nói chung là đủ thứ trái, đủ màu hết trơn á. Ông thích màu lắm ấy. Toàn là bận đồ đủ màu sắc. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái quần màu hồng. Đúng rồi. Nát thiệt luôn á. Không thể tin được. Bởi vì Hoàng xuống đây Hoàng ngủ với ổng có chừng nha. Em nói trước á. Báo trước rồi đấy. Tới đó có gì la làng không có chịu nha. Anh tiền thích như thế à. Một đêm là sợ nè. Anh tiền lại là anh nào anh tin đó hả? Khoái chết rồi. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh. Ê tim em nhỏ bé mong manh làm sao đến được. Đừng mời em mỗi khi cần bên anh có vui. Hả? Sao anh? Chắc thằng Hoàng nó thích rồi anh Tiến. Em đang bận màu hồng này.
Em Facebook anh với à? Ok anh. Anh tên gì? Tên gì? Anh buồn ngủ hả? Không, không cho ngủ, xíu nữa 10 phút nữa thôi, không được ngủ nha, ngủ là nghỉ chơi á. Ok. Anh, ok anh. Tí ăn chửi à? Rì nem mắt công tí ăn chửi. Không ép vào quờ. Nhớ anh từng ngày nắng, nhớ anh từng đêm trăng, cầm lên tấm hình đặt vào tim vì nhớ anh. Và nhớ sao vòng tay ấm, nhớ sao hoài đôi mắt, và từ lúc nào trái tim vì giờ nhớ yêu anh. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh, trái tim em nhỏ bé mong mày làm sao đếm được. Đừng hỏi em mỗi khi gần bên anh có vui, sao anh không nhìn thấy bờ môi em đã thầm lặng. Đừng hỏi em giấc mơ bao bao giờ thấy anh, em sẽ cười và nói rằng không làm anh thoát buồn. Từng ngày thơ lắng nghe nhìn sao trong mắt anh không nhìn, làm sao thấy em đang hạnh phúc. Chưa, còn có 8 phút nữa à, đợi xíu đi. Anh vừa nghe em hát vừa nhảy ao hả? Em đã làm gì đâu? Tóc giờ không có idol boy à? Em này, em là con trai nè. Em là trai giả gái đây anh. Anh không nhìn làm sao thấy em đang hạnh phúc. Em đã là ăn ở sao nãy giờ bị hung không biết bao nhiêu lần luôn trời. Ok. Chưa, xíu nữa đi. Còn 7 phút nữa thôi. Nhịn 7 phút không có sao đâu. Chào anh trai ha ha. Lại có thêm đứa em trai. Do người ta thích hôn anh. Bin là ai kìa? Chào vô hình nha. Em chào anh rồi hả? Gì hả? Em đâu biết tại anh đi nick khác, em tưởng là người khác. Có sao và có chăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cuốn tình. Nhớ anh ơi, phù vơi nhưng có giận hờn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không muốn vì em, tại anh chẳng sẽ che vô về để bây giờ em nhớ em mơ. Nhớ lắm nhưng lúc anh hay làm trò cười đùa, chốt trái tim vì nhịp vàng. Giờ nước mắt hay nụ cười, em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này sẽ không khi nào đổi thay. Biết không anh, giờ đây vẫn mong anh kề bên để xua đi muộn phiền nhớ mong từng ngày. Hứa đi anh về ngày sau, cố tình mưa rơi trong tình người, ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương. Ai biểu đi như nhiều ăn chi mà la. Phù vơi những câu giận hờn, mỗi khi nhớ đến anh
người thay phiên á mà. Đang ở chung phòng. Hai người đang ở chung phòng nên thay phiên. Một tình yêu dường như câu chuyện thần tiên. Giờ đây ước mong anh kề bên để xua đi một bên nhau một từng ngày. Hỡi đi anh vài ngày sau của tình mới trắng trong tình người. Ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương. Mà một ngày cùng anh về ngôi nhà tình yêu kề bên em kề bên anh ngọt ngào. Mà một ngày lớp là cái gì? Dừa thấm. Cái gì vậy? Ủa, Hoàng nhảy xuống ghế 2 rồi hả? Mỗi khi thấy ghế 1 nay bị nhảy xuống ghế 2 rồi. Lại spam kem nè. Có hai cái à, spam đâu. Rồi hát một bài nữa rồi à. Ốp nha. Hát bài gì nữa đây? Thôi hay là ngồi chơi xíu đi. Mở nhạc nghe nha. Nói chuyện với mọi người. Để mở nhạc. Ốp gì uổng à. Nó khoe cái màu vàng. Đúng. Yeah. Em sẽ hối hận hả? Thôi nghe bài này đi, bài này hay nè. Là em chưa yêu thương thằng mát à. Màn đêm câu ca anh mang tệ nhìn dấu. Cái định mệnh nó ăn. Nó ăn gì? Dễ sợ. Em chẳng cho ai tình yêu. Nước mắt em có thật nhiều. Nụ cười thì chẳng bao nhiêu. Yeah, nghe này. Em nói tin. Em chẳng cho ai niềm tin. Hạnh phúc luôn vẫn. Buồn ngủ quá trời đây này. Còn một phút nữa thì giải thoát rồi. Chừng nào em ớt mọi người ớt nha. Idol lên kêu em nha. Xem như bức màn sau lưng ta kéo nhẹ nó xuống. Anh mang cảm xúc này cùng em cho theo anh đi rộng nơi xa như bóng màn. Mở nhạc lên vào lưng ta đi trốn đất vương trời đẹp như trong tranh. Một túc lèo chăn hai chân. Nó kêu em đẻ con nó chịu trách nhiệm. Thế còn đòi gì nữa. Người ta chịu trách nhiệm mà còn đòi gì nữa mà ý kiến. Chừng nào không chịu trách nhiệm với ý kiến chứ. Hello. Game gì giờ này đi ngủ à. Alo lên chưa? Thôi ớp nha, cho idol lên nhảy. Bye bye mọi người nha. Ngày mai 19:65 nha. Bay mát, bay he phệ, bay anh Ken, bay pin, bay vô hình. Ai nữa không? Hết rồi đúng không? Mọi người nha.